Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, chiều nay Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến dâng hương tại các khu di tích lịch sử trên địa bàn thành phố. Theo đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến dâng hương tưởng niệm tại di tích khu căn cứ cách mạng B1 Hồng Phước tại quận Liên Chiểu, khu di tích Mẹ Nhu và Bảy Dũng sĩ Thanh Khê, khu nghĩa trưởng Phước Ninh tại quận Hải Châu, nghĩa trưởng Khuê Trung tại quận Cẩm Lệ và di tích lịch sử nhà thờ Tiền Hiền, làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu tại quận Sơn Trà. Thành kính dâng hương tưởng niệm nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các bậc tiền hiền và tinh thần anh dũng chiến đấu hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các nghĩa sĩ và đồng bào yêu nước trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tự hào với truyền thống hào hùng ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo, tiếp tục có nhiều chủ trương chính sách đưa thành phố có bước phát triển mới trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị các địa phương có các khu di tích trên địa bàn tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau, nhất là cho thế hệ trẻ phát huy truyền thống của cha ông, tích cực lao động, học tập, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã đến thắp hương tưởng nhớ và chúc Tết tại gia đình cố Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng Hồ Nghinh và Hoàng Minh Thắng.